Những bí mật thú vị về Nguyễn Văn Toàn, mà tốc độ của đội tuyển Việt Nam. 1. Có trùng ngày sinh với nhiều ngôi sao nổi tiếng. Văn Toàn sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996. Đây cũng là ngày sinh của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Có thể kể đến như nam rapper Karik ngày 12 tháng 4 năm 1989, ca sĩ Jack ngày 12 tháng 4 năm 1997, nữ diễn viên Jennifer Morrison ngày 12 tháng 4 năm 1979 hay nam ca sĩ nhạc pop Brandon Urie ngày 12 tháng 4 năm 1987. Ở đội tuyển Văn Toàn có cùng ngày sinh với Quang Hải. 2. Là con trai duy nhất trong gia đình. Văn Toàn sinh ra trong gia đình có 4 chị em và anh chính là người con trai duy nhất. Trên Văn Toàn là 2 chị gái và dưới anh còn một em gái út. 3. Quê hương Hải Dương của Văn Toàn không có đội bóng chuyên nghiệp. Dù là cái nôi sản sinh ra rất nhiều cầu thủ bóng đá danh tiếng nhưng tỉnh Hải Dương chưa hề có một đội bóng chuyên nghiệp góp mặt ở V-League. Nguyên nhân cũng là do ngân sách mà tỉnh chi ra cho bóng đá không đáp ứng được chi phí duy trì. 4. Từng bị bắt nạt, chấn lột tiền khi tập ở lò Hải Dương. Những ngày đầu tập ở trung tâm bóng đá tỉnh Hải Dương, Văn Toàn liên tục bị một cậu bạn to lớn hơn trong đội bắt nạt vì dám qua người và ghi bàn. Tiền tiêu vặt bố mẹ cho Toàn cũng bị chấn lột hết. 5. Từng bị lưu ban ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Văn Toàn bị đánh giá là cầu thủ chậm tiến so với các bạn đồng trang lứa. Bởi lẽ, triết lý bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai khi đó là tuyển chọn những cầu thủ có kỹ thuật nhưng lối chơi của Toàn lại dựa quá nhiều vào tốc độ. Năm 2011, Văn Toàn chính thức bị giáng xuống khóa dưới tập cùng các đàn em khóa 2, nhưng sau một thời gian nỗ lực giúp Văn Toàn nhanh chóng trở lại khóa 1. 6. Thích nhuộm tóc và ăn trứng vịt lộn. Món ăn yêu thích của Văn Toàn là trứng vịt lộn. Trong một lần được nghỉ xả hơi và về nhà thăm bố mẹ, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã ăn một lúc hết đến 7 quả trứng vịt lộn. Anh từng tiết lộ nhuộm tóc giúp anh cảm thấy tự tin hơn và thi đấu tốt hơn trong những lần lên tập trung đội tuyển. 7. Nổ súng trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong trận gặp Đài Loan tân binh Nguyễn Văn Toàn trong lần đầu tiên được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia đã ghi một cú đúp ở phút 29 và 42. 8. Là fan cuồng của Big Bang và Manchester United, là một cầu thủ bóng đá, Văn Toàn cũng có sở thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc Hàn Quốc, K-pop. Nhóm nhạc mà cầu thủ gốc Hải Dương yêu thích nhất chính là Big Bang. Tiền đạo sinh năm 1996 hâm mộ Manchester United, đội bóng giàu truyền thống của nước Anh và yêu thích cầu thủ Wayne Rooney. 9. Là cầu thủ nhanh nhất Việt Nam lọt top 5 thế giới. Ở bàn thứ 2 trong trận thắng Than Quảng Ninh, Văn Toàn mất 5 giây để tăng tốc từ giữa sân đến khi có mặt trong vòng cấm đối thủ và ghi bàn. Khoảng cách di chuyển của Toàn ở pha lập công này là 35,49 km/h.